Hello, xin chào quý vị. Phương xin chúc quý vị ngày mới thật nhiều sức khỏe, an vui hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, là một trong ba chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán rau củ quả tại chợ đầu mối. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Chợ ở đây nằm trên số 141 quốc lộ 1A, phường Tân Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hành lá 18.000 ký, hành lá hôm nay lên giá rồi nha. Bầu bí mất 10.000, lá cần ô 15.000 ký, xà lách cha có rôn 25.000 ký, củ hành 13.000 ký, su su 15.000 ký. Hai con bầu 15 luôn. Bỏ luôn. Dưa leo 12.000 ký, mực 10 ký thì 90.000. Rau má 10.000 một bó. Rồi hồng huyết 25.000 ký, mực hẹ thành 30.000 ký. Hành hương 23.000 ký, bầu bí mướp 10.000 ký. Uống 13.000 ký, uống súng 15.000 ký, tắt 8.000 ký, có loại 6.000 một ký, chanh từ 10 tới 15, 20.000 một ký thì theo loại. Khoai mỡ này lên. Đây là khu vực chuyên bán sỉ rau củ quả cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Họ bán từ 4 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Buổi chiều thì họ nghỉ, họ không có bán nha. Còn những tiểu thương buôn bán lớn thì họ mua ban đêm ở trong nhà lồng. Ban đêm thì chợ họp từ lúc 19 giờ tới khoảng 5-6 giờ sáng thì chợ nghỉ. Cũng có một số sạp thì họ họp tới 9-10 giờ họ mới nghỉ nha. Đây có ớt sừng 22.000 ký luôn. Trái đỏ bự 35.000 ký, ớt chữ thêm 35.000 ký. Cua gừng 20.000 ký, cua gừng qua 10.000 ký, khoai mỡ chỗ này bán 20.000 ký, măng tươi 10.000 ký, củ hành tây 12.000 ký, cà chua 20.000 ký, hành tây cano 13-15.000 ký. Ở đây có củ gừng, củ viền 25.000 ký, củ gừng, củ tỏi 43.000 ký. Ở đây là chợ bán sỉ cho nên là giá rất là rẻ luôn, mà quý vị ở đây phải mua một ký cho nên họ mới bán nha, họ có bán dưới một ký nha. Mướp, mướp tiếp 13.000 một ký, bầu 13.000 một ký, bí xanh tiếp 10.000 một ký, phần nước 10.000 một ký, thơm 12.000 một trái, thơm thái 13 tới 15.000 một trái thì thôi loại.
em thái trái trong tròn, bí đỏ 2 kg 15 nghìn, bí dẻ 10 nghìn ký, đây cũng khoai sọ 35 nghìn ký, cà chua bi 12-15 nghìn ký, cóc xấu tím 18 nghìn ký, cóc chuông 25 nghìn ký. Rau bắp 18 nghìn ký, bí đỏ 2 kg 15 nghìn, có loại 12 nghìn ký, bí sánh 12 nghìn ký, khoai lang Nhật 20 nghìn ký, dưa leo 8 nghìn ký, ở đây có bầu bí mướp 2 kg 15 nghìn, tùy theo chỗ bán nha, cái chỗ bán thì giá cao hơn, cái chỗ thì thấp hơn. Đây chỗ này 2 kg 15 nghìn, bí xanh, bí đỏ non 10 nghìn ký, đậu cô ve 13 nghìn ký, mùng tơi 15 nghìn ký, cái thì 10 nghìn ký, cái ngọt 10 nghìn ký, cây xanh 10 nghìn ký, rau chuối bào 25 nghìn ký, tím cà tím 13 nghìn ký, củ sen 35 nghìn ký, hạt sen 65 nghìn ký, bông hẹ 30 nghìn ký, lắm đùi gà 35 nghìn ký, lắm tiếp 40 nghìn ký, nấm đùi gà xá 45 nghìn ký, củ tỏi 43 nghìn ký, củ hành tím thì 25 tới 45 tới 50 tới 60 nghìn ký tùy theo loại, củ tỏi te, củ tỏi tím 75 nghìn ký, củ tỏi cô đơn á từ 90 tới 100 nghìn ký, cải bó xôi 40 nghìn ký, bông cải xanh súp lơ xanh 20 nghìn bông, có cà pháo 18 nghìn ký, bí đỏ 60 nghìn bịch 10 ký, dưa leo 43 nghìn bịch 10 ký, dưa leo thái 70 nghìn bịch 10 ký, có rất là loại loại mướp thì 40 nghìn bịch 10 ký. Qua
3,15 mướp 2,15 bầu 15.000 ký. Cái đỏ 70.000 bịch 10 ký. Su su 20.000 đọt su su 20.000 ký. Có qua 2,15.000, cái đỏ non 10.000 ký. Bông điên điển 35.000 ký. Lắp 13.000 ký, cà tím này lên giá 10.000 ký. Mau em luôn. Cà tím mướp xanh mướp 10.000 ký, cầu 13.000 ký. Dưa leo nè 10.000 ký, cà rô 15.000 ký. Đây họ có mút tía luôn, mút tía 25.000 ký. Măng đây họ bán có 8.000 ký măng tươi. Hành tây bắc 12.000 ký, củ hành tây 12.000 ký. Bầu 10.000 ký. Đúng đùi gà từ 35, đúng gà Gia Lạt từ 35 tới 40.000 ký. Đúng đông cô 20.000 bịch. Đúng gà 25.000 hộp, đúng nâu 10.000. Đôi vòng 25.000 ký. Con qua rừng 25.000 ký. Su hào 20.000 ký. Video này Phương quay vào ngày 10 tháng 10 năm 2024. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi kênh Phương Vlog 79 trong suốt thời gian qua. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ video để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị bằng một video tiếp theo.